Vào tháng 5 năm ngoái, Honda Việt Nam đã chính thức bàn giao chiếc xe đua đường phố Honda Civic R 2023 mới nhất đến tay các khách hàng đặt mua. Trong số này có một tay chơi xe đã lặn lội lên tận thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để nhận bàn giao xe Honda Civic R, sau đó lái về Sài Thành. Đó là Vinh Trần, một biker có tiếng tại Việt Nam. Ngay sau khi nhận bàn giao, anh đã trải nghiệm chiếc Honda Civic R này trên nhiều cung đường khác nhau và có chia sẻ ăn xăng hơn cả chiếc mô tô BM đúp giáo sư Adventure, khi đổ đầy bình 30 lít có thể chạy được 600 km, còn bình xăng của xe Honda Civic R 2023 uống 47 lít xăng cho 240 km. Chia sẻ này sau đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, bẵng đi một thời gian, Vin Trần lại có chia sẻ tiếp theo về chiếc xe Honda Civic R của mình và lần này, anh quyết định bán lại chiếc xế cưng sau hơn nửa năm trải nghiệm. Theo biker này Chiếc xe đua đường phố Honda Civic Tiger mới lăn bánh 5.000 km, đã vô nhiều đồ chơi như hệ thống ống xả của Mutec Catback, lọc gió PZL e bốn 4 mâm độ, ba trước, PZL FrontPi đang từ Mỹ về. Giá xe Honda Civic Tiger siêu lướt được Vinh Trần đưa ra là 2 tỷ 450 triệu, trong khi Honda Việt Nam công bố giá bán chính hãng cho dòng xe này là 2 tỷ 4, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Nhưng quan trọng, hiện đại lý không còn nhận đặt hàng dòng xe Honda Civic Tiger lý do hãng chỉ phân phối 18 xe tại thị trường nước ta. Điểm ấn tượng của Honda Civic Tiger 2023 là bên dưới nắp capo. Tại đây, xe được trang bị động cơ xăng VTEC 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2 lít sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô men xoắn cực đại 420Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 272 km h Hộp số sàn nâng cấp này kết hợp với hệ thống vù ga tự động, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái ngược mà đầy phấn khích. Bên cạnh đó, phiên bản hiệu suất cao của dòng Honda Civic còn có 4 chế độ lái, bao gồm Comfort, Sport, Individual và Giờ.